Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh FBNC với cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Ái Hữu, là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty WorldSoft, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, và anh Võ Văn Bá, là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thuận Việt. Và chúng ta thảo luận ngày hôm nay đó là ứng dụng các công nghệ điện toán đám mây trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Rõ ràng là những sản phẩm mà ứng dụng công nghệ điện toán đám mây thì nó giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro rất là cao. Nhưng mà trong tương lai theo anh Hữu thì cái xu hướng phát triển của công nghệ điện toán đám mây mà chúng ta gọi là cloud computing nó sẽ diễn ra như thế nào và sẽ có những cái xu hướng nào mà các doanh nghiệp cần phải lưu ý? Nói đến cái công nghệ điện toán đám mây thì cái xu hướng đó là cái xu hướng của thế giới, yeah. Mà chúng ta cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. Thì cái tại sao phải đi hướng đó thì cái hướng đó nó có nhiều cái tác động, vì tất cả nghiên cứu hiện nay của tất cả nghiên cứu đều phải nghĩ đến môi trường, phải nghĩ đến môi trường. Ví dụ như là nếu như chúng ta ai cũng, một doanh nghiệp nào cũng đi đầu tư một cái cơ sở hạ tầng để mà phục vụ cho cái hệ thống thông tin của mình, thì cái không những cái chi phí tốn kém mà là cái tạo ra một cái môi trường nóng hơn, nó nhiệt độ nóng hơn để tạo ra, đó là cái sự thân thiện của môi trường. Và làm sao để đầu tư cái xu hướng mà đầu tư điện toán đám mây thì làm cho cái doanh nghiệp họ tiết kiệm rất nhiều chi phí. Hiện nay mỗi cái doanh nghiệp khi mà họ đầu tư một cái hệ thống, họ rất e ngại, rất e ngại, ngoài cái việc mua chi phí bản quyền phần mềm, họ còn phải mua cái cơ sở hạ tầng cho cái hệ thống thông tin để đảm bảo cái hệ thống đó hoạt động trên theo cái kiểu là 24/7. Yeah. Thì như vậy thì cái chi phí đầu tư cho một cái cơ sở hạ tầng nó rất là nhiều, giống như là server nào, là đó là mặt bề mặt nổi, còn bề mặt chìm có nghĩa là những nhân sự để mà đảm bảo cho cái hệ thống đó, mà nhân sự là phải có những kiến thức về bảo mật thông tin, phải, yeah. Như vậy thì về cái nhân sự đó là Việt Nam cũng đã thiếu, đã thiếu rất là nhiều. Thì như vậy thì cái khuynh hướng đó chúng ta làm sao cho các doanh nghiệp phải hiểu rằng là cái việc ứng dụng đó nó đem lại rất là nhiều lợi ích, những là lợi ích về môi trường, về ích lịch chi phí, về ích về chúng ta sẽ giao để cho những cái đơn vị họ chuyên nghiệp hơn, họ vô để họ có thể phục vụ mình tốt hơn. Với những ông chủ doanh nghiệp bất động sản mà trước nay chưa từng ứng dụng những công nghệ này mà bây giờ đang cân nhắc và xem xét việc ứng dụng, mà muốn hỏi kinh nghiệm của anh trong việc là bây giờ khi mà bắt đầu ứng dụng thì nên làm bắt đầu như thế nào, thì anh sẽ chia sẻ điều gì? Thực ra thì tôi nghĩ ở cái thời điểm này các cái doanh nghiệp mà kinh về trong cái mảng mà kinh doanh bất động sản á, thì bắt buộc họ phải đầu tư về cái công nghệ. Như hồi nãy anh Hữu có nói đó, thì cái sự biến động trong cái môi trường kinh doanh bất động sản nó rất lớn đối với Việt Nam. Ví dụ như là ở cái thời điểm hiện nay mà để làm sao cái thông tin nó đến khách hàng rồi chúng ta tận dụng được cái nguồn lực của xã hội á, thì cái phần mềm mà kinh doanh bất động sản của anh Hữu vừa rồi anh đã hoàn thiện cho công ty Phú Mỹ Hưng á, thì tôi có đặt thêm một cái vấn đề cho anh Hữu, mà trong cái hệ thống mà ERP của Thuận Việt mà trong đó có cái module về kinh doanh bất động sản, thì hiện nay nó có một cái vấn đề như thế này là ví dụ như một cái công ty mà muốn đưa cái hàng hóa mình ra thị trường thì họ không thể tuyển 100 người sale về cái công ty để làm việc. Thế thì bây giờ làm sao? Họ tận dụng tất cả những cái người sale trên thị trường hoặc là những cái công ty mà chuyên về mà coi như là môi giới bất động sản, làm sao mà họ gắn kết được với mình, làm sao mà họ đưa được cái sản phẩm mình đến tay người tiêu dùng mà chúng ta không phải mất cái tiền lương hoặc là đào tạo cho những cái người đó. Thế thì cái phần mềm của chúng ta, nếu mà chúng ta có một cái phần mềm tốt thì tất cả những cái người sale trên thị trường, mình sẽ cấp cho họ một cái user, một cái password mà phân quyền cho họ khi mà họ được quyền xâm nhập vào trong cái hệ thống của mình, trong cái gói sản phẩm, trong cái rổ sản phẩm của mình. Ví dụ tôi nói là hiện nay chúng ta muốn mở ra bán 100 căn hộ có loại hàng ABCD ở trong thời điểm này, từ khoảng thời gian này đến khoảng thời gian này. Thì coi như là nếu mà chúng ta có một cái hệ thống tốt thì chúng ta sẽ có những cái đội ngũ sale mà họ chỉ liên doanh liên kết với chúng ta thôi. Và khi mà họ có cái quyền vào trong cái hệ thống chúng ta thì bất cứ nơi nào, và họ có thể trên một cái iPad hay trên một cái iPhone, họ có thể giới thiệu cho khách hàng được toàn bộ cái sản phẩm chúng ta ở thời điểm này là nó gồm có mặt hàng nào, và người ta có thể sâu ra hết từ cái thiết kế cho đến giá cả cho đến những cái chính sách, và thậm chí là họ có thể 12 giờ đêm ngồi với nhau và họ có thể bán hàng được.
Có nghĩa là nếu mà cái khách hàng ở đó lúc đó người ta mua thì là ở một cái phân quyền cỡ nào đó thì cái người sale người ta có thể là bút được cái hàng hóa người ta giữ chỗ, và đến ngày mai mà có đặt cọc xong thì tự động cái hợp đồng nó đã in ra rồi. Và cái việc mà sản phẩm á, của chúng ta là coi như nó không phải giới, chúng ta ở tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng chúng ta vẫn có thể bán hàng ở Hà Nội. Có nghĩa những người sale ở Hà Nội nếu mà người ta đã là cộng tác viên thì họ có thể vào hệ thống mà họ đưa cái sản phẩm của chúng ta đến từng khách hàng, thì cái đó là một cái việc mà nó rất là lợi ích mà mình nói là cái gọi là không phải đơn thuần mà nó giảm về cái chi phí nhân sự mà nó còn là một cái chi phí mà rất, nghĩa là chúng ta đỡ đi cái chi phí marketing rất là nhiều. Có nghĩa sản phẩm nó đến mọi lúc mọi nơi vào ở bất cứ nơi đâu. Cảm ơn hai rất nhiều về những chia sẻ ngày hôm nay. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của các vị khách mời liên quan đến chủ đề là ứng dụng các giải pháp công nghệ dựa trên điện toán đám mây vào lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên trang web đồng tiền thông minh fbnc.com hoặc là fbnc.vn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung đáng chú ý khác trên kênh FBNC.